Tin bóng đá ngày 11 tháng 12, Ralf Rangnick tuyên bố đanh thép về tương lai Pogba. Trong cuộc họp báo trước trận đấu với Norwich City, khi được hỏi về tương lai của Paul Pogba, huấn luyện viên Ralf Rangnick đã có những chia sẻ thẳng thắn. Nhà cầm quân người Đức cho biết, các cầu thủ cần phải muốn thi đấu và ở lại một câu lạc bộ lớn như MU. Nếu một cầu thủ không muốn chơi cho MU trong trung hạn và dài hạn, thì không có lý do gì để tôi thuyết phục cậu ta thay đổi suy nghĩ. Đây là một câu lạc bộ lớn với sự hỗ trợ tuyệt vời. Tôi không nghĩ bất cứ ai trong câu lạc bộ nên cố gắng thuyết phục cầu thủ ở lại hết. Martial muốn rời MU vào tháng 1. Mùa giải này, Anthony Martial đang thi đấu vô cùng thất vọng. Phong độ đi xuống của tiền đạo người Pháp khiến anh đánh mất vị trí của mình. Và chia sẻ trên Sky Sports mới đây, người đại diện của Martial cho biết cựu cầu thủ Monaco đang muốn rời MU ngay trong tháng 1 tới. Ông Philippe Lambole, người đại diện của Martial cho biết Anthony muốn rời câu lạc bộ trong tháng 1. Cậu ấy cần thi đấu. Cậu ấy không muốn ở lại trong tháng 1. Vì thế, tôi sẽ sớm nói chuyện với câu lạc bộ.